cộng đồng mạng ủng hộ phát ngôn của Duy Phương trước ồn ào Phi Nhung, Hồ Văn Cường. Nghệ sĩ Duy Phương lên tiếng xoay quanh ồn ào của Phi Nhung và Hồ Văn Cường nhiều ngày qua, nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Những ngày qua, mạng xã hội không ngừng xôn xao sự việc của Phi Nhung và Hồ Văn Cường khi dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ bạc đãi con trai nuôi. Nhân vật chính trong câu chuyện cũng nhiều lần giãi bày với khán giả, nhưng dường như những gì mà giọng ca Chiều Lên Bản Thượng chia sẻ vẫn không thể làm hài lòng người hâm mộ. Gần đây, trên kênh Mười Khó TV có đăng tải đoạn clip nghệ sĩ Duy Phương lên tiếng trước lùm xùm của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, nhận được rất nhiều sự đồng tình của cư dân mạng. Nam nghệ sĩ chia sẻ thẳng thắn khi cho rằng việc nhận nuôi Hồ Văn Cường của Phi Nhung là có khúc mắc, bởi nam ca sĩ nhí không phải nhờ mẹ nuôi mới trở nên nổi tiếng. Không phải nhờ Phi Nhung thì Hồ Văn Cường mới nổi tiếng. Tôi thấy việc Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi có gì đó khúc mắc, Duy Phương cho biết. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn chia sẻ thêm, Phi Nhung chưa thực sự hết lòng với con trai nuôi khi nổi tiếng như ngày hôm nay, nhưng gia cảnh của cậu bé không tốt lên là hoàn toàn sai. Khi Hồ Văn Cường nổi tiếng rồi, nó đã lo lại được cho cha mẹ nó đỡ khổ chưa? Điều đó phải cân nhắc. Nếu nó chưa làm được điều đó trong thời gian về ở với Phi Nhung, thì chứng tỏ hành động của Phi Nhung không chính nghĩa, nam ca sĩ cho biết. Nghệ sĩ Duy Phương còn bày tỏ về thái độ phản ứng của cộng đồng mạng thời gian qua dành cho nữ ca sĩ Phi Nhung. Anh cho rằng nếu Phi Nhung làm đúng, làm tốt và chính nghĩa trong chuyện nhận nuôi Hồ Văn Cường thì sẽ không ai bàn tán gì cả. Tôi không dám nói Phi Nhung ăn chặn của con nít, nhưng xét về tình cảm con người, Phi Nhung chưa tuyệt vời lắm. Công chúng giờ tinh vi lắm, người ta nhìn là biết. Họ sáng suốt, nhìn thấu đáo lắm. Mình có nói thế nào chăng nữa mà làm không đúng, người ta vẫn nhìn thấy. Và khi đã thấy có vấn đề, người ta mới lên tiếng. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cho hay về số tiền cắt xê của Hồ Văn Cường hiện đang được quản lý nắm giữ, cần được trả lại sớm cho cậu bé. Phi Nhung cũng phải thừa nhận lỗi sai của mình một cách rõ ràng trước công chúng và gia đình của con trai nuôi. Anh chia sẻ, bản thân con người có lúc vì lợi ích cá nhân nên không giữ vững được mình là điều khó tránh khỏi. Nhưng nếu lỡ may làm điều sai trái thì phải đối diện nó và sửa sai nó chứ không nên vòng vo. Việc sau khi Cường đến 18 tuổi mới được nhận lại tiền cắt xê suốt mấy năm qua là không hợp lý. Bởi vì sao? Phi Nhung giúp ở đây là giúp tấm lòng cho đứa trẻ đó, cho em có cuộc sống sau này tốt hơn và em học hành giỏi hơn. Còn về vấn đề tiền, mình không nên quản lý, bởi vì mình giúp em thôi mà còn phần tiền em làm được thì phải gửi cho cha mẹ em mới đúng. Như thế mới tuyệt vời, chứ giúp đỡ mà nói tiền đó, gia đình em không được lấy là tào lao, bậy nữa rồi. Nếu Phi Nhung cảm thấy điều mình làm không đúng, không chân lý như vậy thì phải lập tức làm rõ nó ra và xin lỗi nó cho gia đình Cường biết và mọi người biết rằng thời gian qua sai sót như thế nào. Những lời chia sẻ của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả quan tâm. Dân tình bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Duy Phương khi cho rằng cách giải quyết của Phi Nhung thời gian qua không hợp lý, khi càng giải thích lại càng phát sinh ra nhiều điểm nghi vấn. Một số bình luận liên quan: sự việc của Phi Nhung và Hồ Văn Cường khiến tôi thật sự thất vọng. Tôi nghĩ Phi Nhung nên nhìn nhận và giải quyết giống cách mà anh Phương đưa ra. Phi Nhung đúng là có gì đó khúc mắc trong việc nhận nuôi và quản lý tiền diễn của Cường. Chỉ hy vọng cô có thể thẳng thắn thừa nhận sai lầm nếu không may phạm phải. Anh Phương nói hợp lý, dù thực hư chuyện bóc lột Cường thế nào thì nhìn sơ qua gia cảnh của Cường hiện tại là không chấp nhận được. Nghệ sĩ Duy Phương cho biết mối quan hệ của anh và Phi Nhung cũng từng rất thân thiết. Khi nữ ca sĩ từ hải ngoại trở về, anh cũng có đến gặp mặt và chúc mừng. Cả hai cũng từng hát chung một đoàn hát tại Hà Nội nên cũng biết nhau nhiều, chứ không phải là mới biết nhau thời gian gần đây. Tuy nhiên, anh thẳng thắn bày tỏ, có những sự việc dù là đàn anh trong nghề, nhưng một khi em út đã sai, thì phải sửa chữa lỗi sai đó bằng hành động, chứ không thể để đó cho qua được. Tôi biết Phi Nhung lâu, khi Phi Nhung về hát đầu tiên ở Bình Dương, lúc ở hải ngoại về, tôi có lên thăm mà. Hồi xưa đi đoàn ở Hà Nội, đoàn của cô Hương Loan, tôi và Phi Nhung có hát chung với nhau. Biết nhau cũng lâu rồi chứ không phải mới biết đây. Tôi không ỷ mình là đàn anh để nói vậy, mà là nhận xét về việc đó như thế nào. Vì đôi khi con người ta khó lắm, không biết việc mình đang làm có đúng hay không. Khi
khi có người nói mình sai thì mình phải lập tức bù cái lỗi đó lại, lập tức không đúng thì phải sửa sai thôi. Duy Phương bày tỏ quan điểm về ồn ào của Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Hiện sự việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.